cùng những người thầy thắp lên ngọn lửa yêu thương để mang đến một tương lai tươi sáng. Cùng những người doanh nhân tạo nên sự vững bền để đất nước thêm phồn vinh và thịnh vượng. Cùng trao sách quý đổi đời cho bao thế hệ thanh niên đang đến trường với những khát vọng trong tim. Cùng những người gieo mầm sáng tạo, lan tỏa những yêu thương đến hàng triệu trái tim Việt. Cùng người nông dân gieo bao khát vọng và tình yêu thương lên những cánh đồng Việt Nam vì một tương lai mưa nắng yên bình. Trung Nguyên tin rằng yêu thương chính là nguồn gốc để tạo nên năng lượng hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cà phê Trung Nguyên, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời.